bạn. Rồi mời con ngồi. Mời bạn nữ. Rồi chúng ta giới thiệu về nhau to lên cho người bên kia nghe luôn nha. Xin chào chị Cát Tường, xin chào em Huyền Linh. Em tên là Dương Thị Trúc Linh. Năm nay em 34 tuổi. Em đến từ An Giang hiện tại và làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm phụ tiệm tóc cho chị ạ. Làm tóc hả em? Dạ. Rồi mời bạn trai. Chào anh Linh. Rồi em. Chào chị Tường. Dạ. Chào bạn Linh. Mình tên là Vũ Giang Thanh. Năm nay mình 35 tuổi. Mình quê quán ở Tiền Giang. Hiện mình đang làm việc và sinh sống tại quận 12. Đang làm công việc gì? Dạ em làm bên nội thất chị. Mình cùng quê miền Tây đó. Dạ. Hai bạn cứ trao đổi với nhau đi. Em hỏi thử bạn gái bên kia là ưu khuyết điểm gì. Em thích người đàn ông như thế nào em? Dạ em thích một người đàn ông là chững chạc, công việc ổn định, biết chăm lo cho gia đình, biết chia sẻ vợ con. Hỏi thử anh có tật xấu gì hay là ưu điểm khuyết điểm anh gì có không? Tật xấu gì không anh? Tật xấu thì anh uống rượu, hút thuốc thì cũng có. Không sao anh uống rượu không sao, uống rượu hút thuốc được. Trời đất ơi, từ đó giờ tôi mới nghe cô gái nói là hút thuốc uống rượu được á. Tại vì đôi khi em cũng có uống nữa anh. Em đừng có nói là em có hút thuốc nữa nha. Không không, thuốc thì em không có hút, nhưng mà em có mồi cúng chứ ông địa. Tài xứng đôi vừa lứa ha. Nhớ nha, nói vậy trên sóng truyền hình rồi mới mốt ổng về ổng nhậu nhạt hoài bê tha rồi lúc đó là không, nhậu là nhậu xã giao vui vẻ thôi chị, đừng có nhậu bê tha la cà. Em ơi, ưu khuyết điểm của em là gì hả em gái? Dạ khuyết điểm của em là em hay quên lắm anh. Nhưng em hơi khó tính. Còn ưu điểm của em là em biết nấu ăn, cắm hoa hoặc là biết hát. Hát tặng bài được không em? Dạ được, nhưng mà em hát cổ nha anh. Cổ hay, mình miền Tây mình hát cổ là sao đâu. Anh ơi xin lỗi nói em quên tên anh là tên gì rồi. Anh tên Thanh. Anh Thanh. Anh Thanh ơi kể từ nay anh không còn sợ cô đơn. Bên anh em chọn đời sẵn sống yêu thương. Buồn vui năm tháng anh sẽ tìm thấy ở bên em. Dạ anh xin hết. Vậy thôi hả? Rồi thôi. Không, ngắn gọn nhưng mà xúc tích đầy ý nghĩa. Từ nay anh Thanh anh không còn buồn nữa phải không? Lúc nào cũng có bên em bên cạnh là được rồi. Làm lại liền Thanh. Em thì lại không biết hát. Kệ nó. Nhưng mà không lẽ anh không thuộc được một đoạn nào của một đúng bài rồi. Hát nào đó sao? Tới đây không hát thì hò không phải con cò ngóng cổ mà nghe. Thì em con cò ngóng cổ em nghe. Trời ơi chị làm cò luôn. Thôi khó quá bỏ qua để hai bạn trao đổi tiếp nhau đang vui á. Mình trao đổi tới cái chuyện tình trường đi. Để mình biết coi kinh nghiệm trong tình yêu của hai bạn như thế nào. Anh hỏi em trước đi anh. Anh Thanh kìa. Dạ từ từ để em suy nghĩ chị. Trời đất ơi. Hỏi em có bồ chưa? Em có mấy mối tình rồi. Dạ em trải qua hai mối tình rồi anh. Một mối tình là em quen nhau hơn 3 năm và chia tay cũng được 6 năm. Và mối tình gần đây nhất đó là em chia tay được khoảng 5 tháng 25 ngày. Rồi sao mà chia tay? Anh đó là ngày lễ là anh đi làm việc, anh được nghỉ 4 ngày. Đến ngày hẹn đó thì anh nói là anh có công việc ở nhà phụ mẹ. Thì em cũng không nói gì, nhưng mà lúc em điện thoại đó thì anh nói là anh đang ở nhà vợ sắp cưới. Hả? Vậy là bắt cá hai tay trước giờ em không hay em nghĩ rồi. Chắc là bắt nhiều một tay bắt nhiều trước con giờ rồi chắc lúc đó là ngồi gần cô về vợ mới cưới nên phải đành buộc phải nói vậy luôn. Mày hỏi ảnh đi, bây giờ ảnh mấy mối tình rồi anh ơi. Anh trải qua bao nhiêu mối tình rồi anh? Có hai mối mà không biết là có phải gọi là mối tình không, tại nó ngắn lắm. Ngắn hay dài không quan trọng, quan trọng là hai người có quen nhau có yêu nhau hay không thôi. Em không quan trọng ngắn dài hả? Không quan trọng ngắn dài hả? Không quan trọng ngắn dài hả? Trời ơi mặt cười thoái chí luôn kìa. Thì mối tình đầu tiên 6 tháng á, người gái đó thì cũng bắt cá hai tay đó nên mới dừng lại. Còn người gái sau thì lại bạo quá cho nên bạo là sao? Dạ là người ta tấn công mình á anh. Tấn công chuyện bình thường bây giờ á. Nhưng mà em sợ. Ủa làm gì mà em sợ? Mới quen nhưng mà đi chơi khoảng 2 lần lần thứ 3 ôm em cứ ngắt thì người ta yêu tao mới ôm. Rồi sao nữa nhưng mà cái thời gian đó ngắn quá ôm rồi em sợ quá em chạy luôn chứ sao chị. Trời đất ơi vậy thôi hả? Để tôi kiểm tra là giới tính ông này coi. Anh ơi em định một tí nữa khi mà gặp mở màn lên gặp anh là em cũng ôm anh mà anh nói vậy chết rồi.
chết rồi. Không, nhưng mà đàn cái ông gì đàn bà ôm bỏ chạy. Cái lúc đó là cách nay cũng 5-6 năm rồi. Ừ. Nhưng mà bây giờ cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Rồi 5 năm nay có bị cô nào tấn công nữa không? Dạ không chị. Thì lý do sao 5 năm nay ấy? Từ lúc đó thì em xác định là em sẽ không quen và em sẽ tập trung để mà mình làm, mình kiếm tiền. 35 này là cái tuổi là đã cán mốc rồi thì giờ này em đi tìm. Đi tìm. Dạ. Có ai yêu em chưa? Nam cũng có mà nữ cũng có nữa. Nam cũng có mà nữ cũng có nữa. Nam có rồi hả? Nam nào yêu sao kể tôi nghe vụ đó, tôi khóa vụ đó lắm. Yêu nó có nắm tay chưa? Trời ơi, nó lấy đời trai em luôn, với nóc tay. Trời ơi. Cái gì? Bạn sao? Dạ. Lúc đó là làm chung. Anh em thì mình nghĩ là cứ rủ nhau đi nhậu. Nhậu tới lúc đó cũng khoảng 2 giờ sáng. Ở đây cũng bàn nhau, nói nay uống cho thằng quỷ BD này nó lật đi bay. Ai ngờ đâu rốt cuộc mấy thằng lật hết, còn mình nó tỉnh. Rồi sao? Rồi tới sáng mai á thì tự nhiên cái trong cái đầu mình nó mới nói, ủa cái quần mình đâu mất tiêu rồi ta. Trời đất ơi. Giật mình trở lại thì nhìn thấy còn có cái áo à, cái quần mất tiêu. Lật đật giục chạy. Ủa là sao? Rồi là lúc đó đang nằm ở đâu? Nằm ngủ chung sắp lớp luôn. Anh ấy đã bị hãm hại. Mà nhìn xung quanh mấy người kia là còn đủ quần áo không? Còn đủ quần. Có một mình anh mất cái quần à? Có mình bị quốc quần. Rồi xong. Anh ơi, anh có kiểm tra còn mất cái gì nữa không anh? Mất đời trai luôn em ơi. Thấy chưa em? Em nói em chấp nhận nhậu, thấy nhậu nhẹ em mất đời trai. Em chấp nhận là nhậu thôi chứ em không có chấp nhận là lầy. Mà giờ mình có bị ngã nghiêng ngã ngửa không? Không phải tự nó theo em chứ em không phải là em dê nó. Nhưng mà em cũng phải là sao không. Đó. Không có. Chắc không? Chắc. Thích gái không? Thích. Bây giờ có mần ăn gì được không? Được. Bây giờ muốn lấy vợ sao nè? Cao cũng khoảng 1m6. Rồi có luôn. Rồi em cũng 1m57 rồi. Được rồi, gì nữa? Đừng tóc ngắn quá. Tóc mà ngắn mà nó dạng như ta gọi là tomboy á. À. Mà cũng đừng dài quá. Kỳ vậy sao khó chịu vậy? Cỡ này được chưa? Cái này đẹp nè. Rồi, được, tiếp. Hiền. Hiền. À, hiền cũng hơi hiền thôi, đừng hiền quá. Hiếu thảo. Có hiếu thảo luôn. Và trắng siêu. Có trắng luôn, chừng nào đám cưới? Được thì em nghĩ khoảng 3 tháng được rồi. Gì 3 tháng lẹ vậy, tìm hiểu cho kỹ chứ. Em thấy nhiều cặp hiểu xong rồi chia tay không à. Chị nghĩ cũng lạ quá ha. Hỏi lạ ba mẹ mới giờ, chưa? Ở tới giờ này nè. Mình đang ở trọ hay là mình đang ở với ai? Em có mướn một cái xưởng á, thì em ở trong đó luôn. Rồi, vậy là chủ xưởng, ở trong xưởng luôn. Rồi, bây giờ anh qua xem đàn gái thế nào, chứ đàn trai em thấy cũng ấn tượng lắm rồi đó. Chào em gái, dễ thương ha. Em có thích quen với người đàn ông mà phóng khoáng rồi thoải mái này kia không? Dạ thích chứ. Em không thích người đàn ông kỳ bo bụng xỉn. À đó, dạ. Như anh này nãy giờ là phóng khoáng ha, chuyện gì cũng kể ha. Em thích anh sao, cái hình dạng anh sao? Mẫu người á, lý tưởng. Mẫu người là phải cao trên 1m65, nặng được. Trên 65kg. Được. Qua luôn hả anh? Ảnh cao bao tới tận mây xanh luôn đó. Cặp này chuẩn á. Còn gì nữa không? Không thích người đàn ông gia trưởng anh. Anh này chắc không gia trưởng nổi đâu. À, anh thấy cặp này hợp lý á. Dễ thương lắm nha. Đàn gái là bên đàn trai chịu rồi đó. Hôm nay mình đi với ai em? Dạ em đi với chị bạn em ạ. À. Bạn em ha, giờ mình nghe thêm ý kiến của bạn em nha. Chào anh Nguyễn Linh, chị Cát Trường. Trước khi đi á, thì Linh có nói với em á, nếu mà đi lên trên đây á, được á, thì hỏi chứ kết hôn thì chừng nhiều. Nãy em nghe bên đây anh trai nói 3 tháng đúng như dự đoán của bạn Linh đó. Ủa vậy hả? Linh cũng muốn 3 tháng Linh nữa. Dạ, 3 tháng em dự đoán luôn hả? Từ 3 đến 4 tháng đó chị. Chị thấy bạn Nam bên đây được. Hay có gì hai bạn tiến tới. Cảm ơn. Rồi em. Cảm ơn bạn. Rồi em trai đi với ai Thanh? Dạ em đi với mẹ, với dì, với anh, với em của nói chung là gia đình, gần gia đình luôn. Đó. Chào cô. Dạ. Chào cô ạ. À. Chào hai em Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Cháu gái cũng dễ thương. Thôi dạ, con muốn tìm cô. Hiểu để bước tới hôn nhân luôn đi. 3 tháng cô đồng ý không cô? Bây giờ nó muốn chừng nào cũng được hết á. À, cảm ơn cô. Thôi bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Bắt đầu mở. Đó. Dạ, ủ cao rồi ha. Em cũng có món quà tặng anh, cái này hoa chín tay em cắm. Cảm ơn em. Cái này cũng hoa này cũng chín tay nhưng mà người ta làm anh mua. À, hai bạn cảm nhận về nhau đi lần đầu tiên mấy chục anh năm mới gặp mặt đó. Anh thì thường anh thích ngắm hơn là anh phải nói. Em lại thích vậy đó. Em thích người ta là thể hiện thôi chứ em không thích nói. Nói chín là 10 chứ đừng nói 10 làm chín.
cái công việc của anh á, nhiều khi nó rất bận. Có thể là tuần này anh có thể rảnh 2-3 ngày, nhưng mà có thể rớt vô một cái tháng đó anh hầu như anh không có rảnh được. Nhưng mà bây giờ mình cũng đã xác định mình đi tìm, thì anh cũng cố gắng anh sẽ sắp xếp công việc để mà mình gặp. Ví dụ như một tuần là anh có thể gặp em được bao nhiêu lần? Một lần được không em? Cũng được. Em thích trai hay gái? Dạ, con thì trai gái gì em cũng thích, nhưng mà em thích gái đầu lòng. À, trai gái gì cũng được đó anh không, nhưng mà gái thì nó hay hơn. Tại đời trai anh nó khổ rồi, nó không muốn. Chúng ta quan niệm thế nào về hôn nhân gia đình? Anh thì anh thích là ví dụ quen xong rồi mình xác định cái người đó thì anh đi tới luôn, chứ không phải là quen 5-3 năm cái bắt đầu thấy ngừng rồi lại bắt đầu lên từ đầu, nó mệt lắm. Đúng rồi, em cũng không thích vậy. Bây giờ đó, hai bạn đứng sát vào nhau, nhìn nhau 30 giây, sau đó chúng ta cảm nhận và nói những cái gì mà ta đang suy nghĩ. Hai người nhìn thẳng mắt nhau nha, nhìn xem trong tận đáy mắt có thấy gì không. Có thể cầm tay nhau đây hai bạn, để mình truyền một chút xíu cảm xúc xem mình có điện không. Đó, không biết nói gì luôn. Rung quá à anh ơi. Đèn rung quá. Nói chung là khi mà tới chương trình thì cũng nó là cái duyên. Anh cũng đi tìm một cái cơ hội để cho cái bản thân của mình. Thì anh cũng như em cứ cho nhau một cái cơ hội đi. Nói chung 3 tháng thì nó không phải ngắn, nhưng mà nó cũng là một thời gian dài. Anh cũng xác định cái mốc đó thôi. Còn mà lâu hơn nữa thì cũng chờ được. Tại cũng chờ 35 năm rồi. Ok vậy đi, chúng ta sẽ cho nhau cơ hội. Đặt tay vào nút bấm đây hai bạn. Các bạn cũng đã nói chuyện, đã cảm nhận về nhau, đã nắm tay nhau, đã nhìn nhau, đã có chuyện vui với nhau. Để động lại cái gì, chúng ta hãy kiểm tra lại con tim của mình lần cuối các bạn nha. Đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Quyết định bấm nút là tìm hiểu và tiến tới hôn nhân, để không làm mất thời gian của đối phương, không làm mất cái duyên của đối phương. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Rồi, bây giờ chính thức chúng ta nắm tay nhau nè. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay. Nãy em nói em ôm ảnh mà. Mơ của ba anh dạy không? Mời chị giới thiệu về bản thân mình luôn đi chị. Họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình là gì ạ? Dạ, em tên Nguyễn Trúc Huy, 38 tuổi. Em hiện đang là công nhân tại khu công nghiệp Lê Thanh Xuân. Là quê của mình là ở đâu chị? Alo, ủa, quê của mình là ở đâu chị ơi? Ở Cà Mau chị. À, là hiện tại mình đang làm ở Sài Gòn đúng không? Ừ, rồi ok, chị chia sẻ giới thiệu về bản thân mình một xíu đi. Những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình như thế nào ha? Dạ, em hả? Em thì thiện tình lắm. Em cũng biết nói gì nữa. Mình có cái điểm yếu gì không? Điểm yếu của em hả? Là hồi giờ đã có bị lừa cái gì chưa, hoặc là mình bị dụ lần nào chưa? Dạ có rồi chứ. À thì là dụ lần nào kể em nghe thử. À, nói chung là như vậy, lừa tiền thôi chứ không có gì hết trơn. Cái tình cảm thì chỉ là... Là hồi giờ là chị đã từng kết hôn chưa? Dạ có rồi. Ừ, vậy thì chị chia sẻ về cái cuộc hôn nhân đó của mình nha. Là mình kết hôn khi nào, ở với nhau bao lâu, và mình đã có con chưa? Sao mà mình ly hôn, chị cứ chủ động chị chia sẻ giùm em nha. Em kết hôn năm 2012. Bé em năm nay là được 10 tuổi rồi. Do chồng em á, bạc số đề cứ bỏ là không có lo cho mẹ con em á. Rồi
có bạn gái ngoài nữa. Em cũng phát hiện lần rồi em cũng đã tha thứ nhiều lần. Em cảm thấy vui để tốt hơn. Bên bé em không thích học anh văn đó, mà cũng không cho đi học nữa. Về một bộ, về đặt xe cộ thì tủ lạnh, TV thì đặt. Nên đó em cảm thấy là không có sống quyết định nữa, không quyết định hơn. Để tới giờ thì cứ không được nữa, không được tập lập gia đình. Là bây giờ là bé của chị là được bé trai hay bé gái? Bé gái em năm nay học lớp 4 chị. À là bây giờ là chị đang nuôi con luôn hay là con gửi dưới quê? Em đang nuôi con bé. À rồi, là bao lâu rồi chị không quen ai? Dạ thì từ đó tới giờ em cũng không có quen ai, không có ý định gì hết trơn chị. À, chứ mình đi làm rồi có ai theo đuổi mình không hay sao mà mình không có chọn được ai? Dạ cũng có, nhưng mà họ không có phục vụ là tôi môn. Nếu là cái thương con em của anh là không có chọn. Ừ, ok. Bây giờ là chị mong muốn tìm một cái người như thế nào? Dạ, em mong muốn tìm một người thực sự là yêu thương con em. Lo lắng, vui vẻ, chơi không cũng. Rồi là tuổi tác vùng miền của người này sao? Rồi, có điểm gì chị không thích ở người đàn ông không? Chợ bà. Ủa hôm nay chị không đi làm hả? Dạ, em mới về chị. À, là làm giờ giấc của mình sao chị? Em làm có hơn nửa tuổi, khoảng nửa tuổi hả? Nhưng giờ lại học trại công ty cũng thất nghiệp nghỉ hơn 2 tuần. Là hai mẹ con đang thuê trọ ở hả? Dạ, đang thuê trọ ở. À, thuê trọ ở quận mấy? Em ở Bình Chánh luôn. Rồi nếu mà lấy chồng là theo vẫn theo chồng được đúng không? Dạ được chị. Rồi ok, hôm nay chỉ là cái buổi đầu tiên để mình tìm hiểu nhau những cái thông tin cơ bản thôi. Còn sau đó nếu mà có người phù hợp thì sẽ có biên tập trao đổi kỹ nội dung và dặn dò thêm để mình lên sân khấu mình thể hiện hơn nữa. Chứ hiện tại là mình cũng hơi hiền quá, hơi ít nói quá ha. Rồi đó, thì nếu mà có người phù hợp thì chương trình sẽ liên lạc báo cho chị biết thì chị sắp xếp tham gia nha. Dạ rồi. Dạ rồi, em chào chị, mình thoát ra cuộc gọi được rồi đó chị. Mình nói chuyện lớn. Rồi mình chủ động giới thiệu lớn giúp chị ha. Dạ. Tên, tuổi, nghề nghiệp, quê quán của mình, rồi điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì ha? Rồi. Dạ, em là Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1997 ha. Công việc hiện tại là làm ở điện lực cái gì? Cụ thể công việc của mình là gì em? Dạ là nhân viên. Về cái gì? Ví dụ nhân viên về hành chính nhân sự hay là nhân viên về cái gì? Cụ thể là nhân viên khu tiền điện đi. Rồi ok. Điểm mạnh điểm yếu tình trường của em? Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng vậy đó hả chị. Còn nhược điểm của em là hay quên. Quê của em ở đâu vậy bé? Dạ em ở Bạc Liêu ạ. Là hiện tại là em đang sinh sống ở Bạc Liêu rồi. Dạ. Tình trường của mình như thế nào rồi? Mình có mấy mối tình, lý do vì sao mình chia tay, mình chủ động giùm chị ha. Nói về quen hai mối tình chị. Là tại vì không hợp, có tìm hiểu không hợp tính thành thử ra mình chia tay ạ. Không hợp là không hợp ở điểm nào em? Ví dụ như là để nói ra để chị còn biết được, chị tìm người tránh ra những cái điểm đó, chứ không là lại trúng vào những cái anh đó nữa ha. Dạ dạ, như không hợp về cái xin
kiểu như là không có cùng chí hướng đó chị, đi làm việc người ta không thông cảm cho mình, không quan tâm vô tâm gì đâu chị. Ừ, là người ta vô tâm với em. Dạ dạ. Ừ. Rồi, chị mình chỉ có một mối đó thôi hả em? Dạ hai mối thì đúng dĩ trơn chị ơi. Là em quen bao lâu, lý do là người ta không quan tâm em rồi em chia tay hay sao? Dạ đúng rồi chị. Kiểu như không thông cảm trong công việc, không biết chia sẻ rồi chị. Ví dụ như mối thứ nhất em quen bao lâu? Em quen cũng không được lâu, nó tầm 3-4 tháng rồi phải chia tay. Rồi mối thứ hai cũng 3-4 tháng luôn. Dạ. Do người ta vô tâm em hay là em lo công việc quá hay như thế nào? Người ta vô tâm thì người ta không thông cảm trong công việc của mình đó chị. Ừ, là công việc của em như thế nào mà người ta không thông cảm? Tại vì chị thấy thu tiền điện thì giờ hành chính thôi chứ. Không, tại vì ngoài vô thu tiền điện em còn đi ra ngoài làm này làm kia đó chị. Mình nhân sự mới mà thành tử ra mình làm nhiều công việc đó chị. Làm này làm kia là làm sao ạ? Làm gì em? Có nghĩa là em đi ký hợp đồng này kia nọ nữa, rồi em đi gặp khách hàng này kia nọ nữa chị. Ừ. Dạ. Rồi, hiện tại thì em mong muốn mẫu người yêu như thế nào? Em tự chủ động chia sẻ giùm chị ha, về ngoại hình, tính cách, nghề nghiệp. Dạ, về ngoại hình thì cao hơn em đi, tại vì em 1m87 á. Giọng bạn cao. Em cao 67 hả? Dạ, em cao 1m67. Ờ, vậy là anh nó phải cao 1m7 cho lên rồi. Dạ, có công việc ổn định là được rồi chị, biết suy nghĩ này kia nọ rồi em không cần gì. Ừ. Rồi em không thích gì ở bạn trai, độ tuổi của bạn như thế nào, quê quán của bạn làm sao? Quen gần gần mình cũng được với chị, đừng có xa quá. Ví dụ như rồi là... em mở rộng ra khu vực miền Tây được không? Dạ dạ. Ừ. Rồi. Rồi độ tuổi sao em? Sinh năm 1988 đồ đổ lại chị. Ừ, 1988 đổ lại 97 ha. Dạ. Dạ. Ừ. Rồi cái có những điểm nào mà em không thích ở một người đàn ông? Nói chung không thích thì không có đâu, miễn đừng có độc tính với đừng có hút thuốc, nhậu nhậu nhiều là em không thích. Ừ, không hút thuốc, không nhậu nhiều chứ không độc tính. Dạ. Yeah. Hồi học hết chưa? Rồi, em có biết hát hò gì không? Dạ không ạ. Không biết hát hò gì luôn. Dạ. Hát một vài câu cũng không biết à? Em bị khớp lắm chị. Thì chị đâu có cần là hát nhiều đâu, chỉ một hai câu. Ví dụ như bạn nam tặng em thì em hát lại tặng bạn nam thôi. Em hát không được chị ơi. Rồi, thôi cứ về suy nghĩ đi. Tại vì hả, đó lên sân khấu thì cũng bắt buộc là cũng không hát thì cũng phải làm một cái gì trên đó về sở trường của mình ha em ha. Dạ. Ừ. Rồi em còn nhu cầu gì không? Em còn muốn cung cấp thông tin gì cho chương trình nữa không? Về những cái gì mà em mong muốn? Dạ không chị ơi. Ừ. Rồi khi mà ghi hình thì em có lên được Sài Gòn không em? Ghi hình mà tầm bao lâu á chị? Ngày mấy, mình có biết ngày cụ thể không để em có gì em sắp xếp á? Thì có gì bên chương trình sẽ báo trước, tại vì chưa biết là em có vô được vòng trong hay không. Dạ dạ. Ừ, nếu như vô vòng trong thì biên tập sẽ liên hệ lại, gọi điện lại cho em. Dạ. Ừ. Vậy có gì em cảm ơn chị trước ạ. Ừ, rồi ok. Rồi thôi, buổi casting của em đến đây kết thúc ha.